Truyền thông phòng khám Cha Từ gửi thương cho Phong và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho Phong và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Từ gửi thương cho Phong và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin trân trọng cảm ơn và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của gia đình cô Xuân Đặng, một nhà hảo tâm tại Mỹ, đã chung tay cùng phòng khám mang đến những bữa ăn sáng chay ấm áp cho các thầy thuốc và nhân viên mỗi sáng thứ ba hàng tuần. Sự quan tâm và tấm lòng hảo tâm của gia đình cô Xuân Đặng là nguồn động viên to lớn cho tập thể thầy thuốc và nhân viên của phòng khám. Nhờ có bữa ăn sáng chay bổ dưỡng và đầy tình yêu thương, các thầy thuốc và nhân viên của chúng tôi có thêm năng lượng để tiếp tục thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người bệnh một cách tận tâm và hiệu quả nhất. Phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin chúc gia đình cô Xuân Đặng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Mong rằng sự kết nối tốt đẹp này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong tương lai, góp phần mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin được phép kể một câu chuyện về hành trình chiến thắng ung thư gan đầy cảm xúc. Đó là câu chuyện của chị Phạm Thị Cơ, bệnh nhân ung thư được hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chị Phạm Thị Cơ sinh năm 1964, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, từng phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan quái ác, tưởng chừng như không còn hy vọng. Tuy nhiên, nhờ sự tận tâm của các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám, chị Cơ đã chiến thắng với bệnh tật và trở về cuộc sống bình thường. Nếu bạn hoặc người thân đang mắc phải căn bệnh quái ác này, hãy đến phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí để được tư vấn và hỗ trợ điều trị hiệu quả. Trước khi đến với phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chị Phạm Thị Cơ đã trải qua những tháng ngày tuyệt vọng khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan quái ác, sức khỏe suy kiệt, da dẻ xanh xao. Chị gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, tia hy vọng le lói xuất hiện khi chị Cơ được giới thiệu đến phòng khám Cha Từ. Tại đây, chị Phạm Thị Cơ được các thầy thuốc và nhân viên giàu kinh nghiệm thăm khám, chẩn đoán và lên phác đồ hỗ trợ điều trị phù hợp với bệnh của chị. Bên cạnh việc áp dụng các phương pháp y học hiện đại, phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí còn chú trọng đến việc chăm sóc về mặt tinh thần cho bệnh nhân, giúp họ lạc quan và chiến đấu với bất căn bệnh tật quái ác. Nhờ sự hỗ trợ điều trị tận tâm và kết hợp nhiều phương pháp, sức khỏe của chị Phạm Thị Cơ dần được cải thiện. Sau nhiều tháng kiên trì hỗ trợ điều trị, chị Phạm Thị Cơ đã chiến thắng với căn bệnh ung thư gan và có thể trở về với cuộc sống bình thường. Hiện tại, chị Phạm Thị Cơ đã hoàn toàn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, tràn đầy sức sống và xinh đẹp hơn. Chị Cơ vô cùng biết ơn các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã mang lại cho chị Cơ cuộc sống thứ hai. Câu chuyện của chị Phạm Thị Cơ là một trong vô số minh chứng cho những thành công trong việc hỗ trợ điều trị ung thư gan tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với phương pháp y học tiên tiến kết hợp với y học cổ truyền, cùng đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên dày dạn kinh nghiệm và tận tâm, phòng khám Cha Từ gửi thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư gan, giúp họ chiến thắng với căn bệnh và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Điểm nổi bật của việc hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư gan tại phòng khám Cha Từ: áp dụng phương pháp y học tiên tiến kết hợp với y học cổ truyền hiệu quả, đội ngũ thầy thuốc và nhân viên dày dạn kinh nghiệm, tận tâm, luôn tận tình chăm sóc và tư vấn cho bệnh nhân thật tuyệt. Môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp,
tạo sự thoải mái cho bệnh nhân. Nếu bạn hoặc người thân đang mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, hãy đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí để được tư vấn và hỗ trợ điều trị hiệu quả. Hy vọng sẽ được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho bạn trên hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Xin trân trọng. Bệnh nhân là Phạm Thị Cơ ở xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Mấy thầy thì lúc nào cũng quan tâm tới cả bệnh nhân, xem bệnh nhân như là trong ruột thịt trong gia đình. Lúc mấy thầy cũng vui vẻ, cởi mở, cũng như bệnh nhân, các bệnh nhân đều hài lòng đến quý thầy, kính trọng quý thầy. Thì bệnh nhân thì cũng như cũng giữ gìn cái phác đồ của cha, cũng ăn cháo nano, rồi dùng thảo dược, rồi có dùng thêm rau củ quả, thì cũng như mấy cái món mà cha không được dùng là bệnh nhân phải quyết tâm không nghe lời theo cha. Lúc nào cũng như bệnh nhân về nhà rồi lúc nào bệnh nhân cũng nhớ 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 bên phòng khám, đến phòng khám gặp các quý thầy, quý thầy cũng như là niềm nở, cũng yêu thương bệnh nhân, cũng hướng dẫn bệnh nhân, nhắc nhở bệnh nhân giữ theo phác đồ của cha, cũng như biểu hiện thì nó chưa có biến chứng, u gan nó chưa có biến chứng, nhưng mà cũng như nó đau đột ngột bên cái vụ mà sỏi mật, rồi cắt mật bắt đầu mới phát hiện là u gan. Thì bác sĩ bên Tây y cũng như điều trị là kêu bằng vô thuốc cho nó teo cái khối u. Bà bệnh nhân cũng như là không chấp hành theo bác sĩ. Bệnh nhân cũng như có tìm hiểu ở bên Cha Tường, điều trị bên phác đồ của cha, ăn cháo nano, uống thuốc thảo dược. Bữa nay bệnh nhân được mạnh khỏe, bình thường. Mới đầu là đi khám ở tổng quát ở bệnh viện Hòa Hảo, rồi bắt đầu mới biết cái bị vụ mà gan, rồi bắt ở bên bệnh viện Hòa Hảo mới đưa qua bên giới thiệu qua đại học y dược điều trị. Nhưng mà bác sĩ cũng như yêu điều trị là kêu bệnh nhân là vô thuốc cho khối u nó teo lại, mà bệnh nhân không đồng ý, tại vì bệnh nhân có hỏi thăm nghe nhiều bệnh nhân điều trị bên cha, rồi thành ra cũng như không có điều trị bên Tây y và qua bên cha, rồi điều trị thế này thì sức khỏe là bình thường. Và tại vì cũng như bệnh nhân cũng có lên trên máy xem rồi biết, với cũng có người giới thiệu cho biết. Rồi bệnh nhân không có điều trị bên Tây y, bệnh nhân qua bên cha là ăn phác đồ cháo nano và uống trà thảo dược của cha. Bệnh nhân thì cũng như nay khỏe bình thường, nay cũng như là huyết áp cũng bình thường, rồi cũng còn dùng cháo nano, thì thấy sức khỏe bình thường. Tạ ơn cha và quý thầy. Bệnh nhân cũng như là nhớ ơn cha và quý thầy đời đời mãi mãi. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh.
được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Bao người đã hy
lòng mừng bao la. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.